là xin thầy cho phép. Và hiện giờ là ở trong hội trường này có một số hai chị em đã trồng đá được một thời gian, có người thì 1 tháng, có người 2-3 tháng. Chắc là tôi sẽ xin mời một số trường hợp. Tôi có được một người bạn giới thiệu đến học cái lớp căn bản của ngành nâng cao của đạo Thiên Tân. Sau khi học thì tôi dùng cái phương pháp trường gan. Trước khi nói về cái phương pháp trường gan thì tôi xin nói sơ qua về bệnh của bản thân tôi. Một là tôi mổ đại tràng, tức là cái tiền ung thư là bị tiểu đường, huyết áp cao, cái cholesterol trong người rất là cao. Thì tôi cứ kết hợp công ty, tôi điều trị mãi luôn á, thì hôm vừa rồi thì qua cái lớp học, mặc dù thời gian thì ít, nhưng mà tôi rất là tin tưởng và tâm đắc. Sau đó thì tôi về, trước khi đi học thì qua cái Facebook thì cô Yến có động viên là bây giờ đau cách mấy cũng phải tìm cách để đi học, để không có cái gì tốt hơn là tự mình chữa bệnh cho mình. Sau đó thì mới đến bệnh viện với nhà thầy thuốc, nhất là cái bệnh lâu dài mà mình không tự chữa cho mình thì đi bệnh viện ngoài có mà đã được. Thì tôi cũng tin tưởng và sau đó thì tôi về tôi thực hiện trường gan. Thì một tuần lễ đầu thì cái hiệu nghiệm như thầy Châu khi nãy đã có báo cáo là chúng ta trước đó thì tôi là ăn ngủ rất là thích ngủ. Một là ngủ cái giấc ngủ sớm, rồi dậy sớm không ngủ lại, rồi tiêu hóa thì nó rối loạn. Và thậm chí là đi xa khoảng 100 km là không tự tin, tức là cái người nó rối loạn thì các anh chị biết rồi, hay đi tiểu đi tiêu và không có kiềm chế được cái thời gian, tức là nó muốn giải quyết như lúc nào thì đi lúc đó là đang là bất tỉnh. Tiểu tiên là cũng không sao, còn trước kia một đêm như vậy thì ít là phải nữa thì cũng phải thức hai lần để đi tiểu. Ấy đi xa tư tiểu là nó không tự động thì bây giờ mình tự động. Đó. Hôm vừa rồi tôi trước Tết và sau Tết là tôi đi Tiền Giang, tôi đi Long An, đi rất là thoải mái như người bình thường, không có gì cả. Thậm chí là ngoài đi tôi thì tôi đi xe hôm nay đi về trong ngày là 100-200 cây số. Hốt đi anh em, trường gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.